cái thuận tiện không có, luôn luôn sợ kính rơi rớt thì cái sự thoải mái nó không còn. Một cái điều mà rất nhiều những quý khách sử dụng kính, cho dù là kính vừa tiền hay kính mắc tiền cũng hay bị, đó là cúi xuống như thế này, kính này bị rơi xuống, thao tác bị rơi kính. Mà một cái kính giá trị, đặc biệt là những kính mà mình thích, mình yêu, những cái kính mà mình muốn sử dụng, mình thích quá rồi mà mình bị rơi, rớt, bị trầy, bị móp, bị méo, bị cong thì rất là khó chịu. Và hiểu được trong tất cả sản phẩm, bất kỳ sản phẩm gì đều có mục đích sử dụng. Và mục đích sử dụng của kính hoặc là bất kỳ những sản phẩm gì thì cái mục đích đó phải được tối ưu nhất. Ví dụ như kính, mục đích là đeo để thứ nhất là thời trang, hoặc là đeo cho kính độ để phù hợp với mắt của từng quý khách. Cái công năng sử dụng là như vậy, nhưng cái thuận tiện không có, luôn luôn sợ kính rơi rớt thì cái sự thoải mái nó không còn. Vì vậy, khi hiểu được mục đích kính của khách dùng là để thời trang, để phục vụ cho mắt của mình, thì nó phải làm sao mà đẹp về kiểu dáng. Thứ hai, phải công năng sử dụng, đúng mục đích công năng sử dụng. Và thứ ba là phải thoải mái trong sử dụng và tránh được những cái vấn đề mà hay bị của những chiếc kính khác.